hai tiếng đổi nhá. Các gia đình đây này, làm láng làm lều ở đây này. Sắp lên đến cầu chưa? Chưa đâu ạ. À. Chưa. Mấy cây nữa. Ồ. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã trải qua một cái khoảng đường có thể nói là gian nan nhất từ khi mà đi làm từ thiện bác gái với tư cách là Caritas cho đến bây giờ. Một cái đoạn đường rất là khó đi, rất là nguy hiểm, sạt lở hai bên đường, sạt lở rất nhiều. Chúng tôi không thể đưa xe vào trong đây được mà phải đi tăng bò cái xe máy, phải nhờ những anh em thanh niên đi xe máy vào trong này. Bánh mì gì đâu? Bánh mì Bắc Hà, để tí nữa cho ăn nhé. Lại ăn một miếng. Ăn một miếng để lấy sức mà đi. Hôm nay chưa biết bao giờ mới được ăn tí cơm thế này. Đây là bánh mì Bắc Hà Lào Cai đây này. Bắc Hà ngon nha. Đấy. Phải điểm tâm một tí đã, để lấy cái sức mà đi. Vâng. Này, chị ơi, ai, ở đây dân tộc gì mà mặc kè trang phục này nha? Cái gì? Hà Xía.
cái dân tộc này lạ lắm. Là chị đó, là chị ạ. Na chị. Na chị. Na chị. Đây vùng sau vùng xa. Ta. Vâng, còn đang tranh thủ ăn tí mì. Đọc tên có tên trong luôn, đi luôn. Vâng đúng rồi. Đấy, không có xếp hàng lâu lắm. Rồi, bao ơi. Rồi, xin anh em ở đâu không bị đâu. Ông Huy đâu? Ông Huy đâu? Không chỉ những đoàn thiệu với Quân Đấm Khánh, đây nói về người công giáo là linh mục, là cha Phaolô Nguyễn Văn Thường của chịu trách nhiệm về bác ái đấy ở giáo phận Thanh Hóa cách chúng ta hơn 400 cây và tới đây là 500 cây đó. Ngài đã ra hôm qua với chúng tôi để chia sẻ với những khó khăn của quý ông bà và anh chị em, đó là bị thiên tai lụt, mất nhà rồi mất người thân vân vân. Thì với cái tấm lòng quảng đại của rất nhiều anh chị em gom góp lại của giáo phận và quý ân nhân khắp nơi trong cũng như ngoài nước, hôm nay đã đến đây để chia sẻ với quý ông bà và anh chị em những gia đình khó khăn này. Thì trong phong bì của giáo phận sẽ chia cho đoàn Caritas cha Thường đây, chia sẻ cho một phong bì 500 và một thùng mì. Nó cũng chẳng là gì, nhưng mà với tấm lòng xa xôi, với cái quảng đại của nhiều người chia sẻ với quý ông bà và anh chị em trong lúc khó khăn đấy. Giờ đây tôi giới thiệu cha Phaolô Nguyễn Văn Thường có đôi lời với thôn Đông Khánh của chúng ta nhé. Cảm ơn cha công đã kết nối để chúng con có thể đến đây để thăm bà con. Thì trên cái quãng đường mà đến đây thì chúng tôi thấy rất là gian nan, rất là nguy hiểm, sạt lở hai bên đường. Thì đó, cái điều đó nó nói lên cái cuộc sống rất là cơ cực của chúng ta ở vùng sâu vùng xa. Vốn dĩ chúng ta đã khó khăn rồi, bây giờ cộng thêm cái thiên tai lũ lụt nữa thì cuộc sống nó lại càng bốn bề những khó khăn. Chính vì thế cho nên là giáo phận Thanh Hóa, các cơ ân nhân của cha Phát Thanh Hóa xa gần luôn hướng lòng về chúng ta, và hôm nay chúng tôi thay mặt cho giáo phận Thanh Hóa, thay mặt cho các ân nhân của Caritas Thanh Hóa đến đây để thăm hỏi, động viên, khích lệ và để trao cho các gia đình những cái món quà vật chất. Vật chất đây thì nó có ngần có hạn, nhưng mà qua cái món quà vật chất nó nói lên cái sự sẻ chia, cái sự cảm thông và cái tình thương yêu của tất cả mọi người dành cho chúng ta. Thì cũng chúc cho các gia đình sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả của thiên tai lũ lụt để rồi chúng ta trở lại cuộc sống bình thường nhé. Xin hết lòng cảm ơn tất cả các ân nhân của Caritas Thanh Hóa. Xin rồi, xin anh ta đọc đi. Có tên ai nhận xong ra luôn nhé, để cho nó nhanh. Con Tiến nhé. Đây, phong bì đây. Đây, tôi nhận đây. Rồi, con đi ra luôn nhé. Đi ra luôn. Rồi, cứ sống tốt, hiệp nhất, yêu thương là ok rồi. Phạm Văn Giảng đâu? Phạm Văn Giảng đâu? Có to lên. Đây, con, đây. Con chào anh Mông ạ. Mông đâu? Phạm Đa Văn, xin chật tự để nghe tên mình cho rõ nha. Đanh Mông đâu? Ai để quay to lên. Rồi, đấy, rồi. Bao nhiêu gì ạ? Trương Văn Tít đâu? Đây à? Phạm Thị Thách. Phạm Thị Khuê đâu? Lý Thị Hiệp. Phạm Văn Kiệt đâu ạ? Lý Văn Bình. Phạm Văn Đậu. Có. Đấy, phải thế. Phạm Văn Côn. Côn. Phạm Văn Tài. Có.
Có to này. Phạm Văn Bình. Anh chụp ảnh được, anh cầm bỏ cái tay này ra, để anh bỏ anh cầm tay, bị tránh tay, anh cho cái tay gọi này lại, không bị ngón tay. Từ đến lúc mà phát thì mình chụp. Đi Văn Cầu. Cứ không thấy. Nó cánh hả nhá. Lý Văn Hùng. Lý Văn Hùng. Ồ, anh nha. Thằng béo này cứ xong rồi cứ mất hút đi đâu. Trương Văn Quý. Trương Văn Quý. Ô to vào. Trương Văn Quý. Trương Văn Thắng. Lý Văn Thắng. Và Lý Văn Đăng Giàng. Lý Văn Đăng Giàng. Nó không về. Lý Văn Dầu. Lý Văn Dầu. Dầu rồi. Dầu này không biết là có dầu không hay là lại nghèo. Dầu này hơi nghèo á. Dầu này hơi nghèo. Tên rõ dầu đấy mà không biết là dầu hay nghèo. Đặng Văn Công. Đặng Văn Công. Đặng Văn Công vào đây. Em chặt được một cái phong bì. Phong bì hết tiền. Anh cho cháu ông này nhìn thấy già. Anh gọi những người mà đây Lý Văn Lâm có chưa? Lý Văn Lâm. Uống thuốc nào không? Uống thuốc nào Lý Văn Lâm? Và Chí à? Có tên chưa? Chưa. À, dân tộc này gì cái tên gì ạ? Dân tộc gì ạ? Không hiểu được. Phan Văn Lành có đây nhỉ? Phan Văn Lành đâu? Đi lại. Quân mặt thấp thật. Lấy quà chưa? Chưa. À, rồi tí lấy. Rồi, hết lòng cảm ơn các ân nhân của cả gia sinh hóa đã hỗ trợ những cái phần quà chúng tôi đến chào cho bà con. Cầu xin Chúa chúc lành và chẳng công bội hậu cho tất cả quý vị và xin mọi người hiệp ý để cầu nguyện cho người dân nơi đây để họ sớm khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, sớm gây dựng lại những cái gì mà mình đã đánh mất. Bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu ruộng vườn, bao nhiêu sinh mạng đã phải mất bởi vì cái cơn bão này. Xin Chúa ban muôn ơn lành cho họ, nhất là ơn chữa lành, chữa lành vết thương lòng, cũng như chữa lành đường ngoài kia. Ông bận không đi ống, bây giờ lên đây là viết đi ống. À, bây giờ còn đi lên cao hơn nữa đấy. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh
để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.